ăn kia để làm gì rồi cũng biết được gì mời lên trên ăn rồi. Dân kể cha cứ đi chợ chợ nó đâu ấy. Ừ, xem là bố trí như nào lên trên chỗ trường học nhé. Bố trí ở trường học em đang lên đang lên mà như trung bình đây rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.